Hello, how's everything? Hope you all are well. Right, at this time, our health is more precious than gold. So keep fit and stay healthy. Chào các em, thế nào rồi? Hy vọng là tất cả đều khỏe. Ở thời điểm này, sức khỏe chúng ta quý hơn vàng nữa đấy nha. Hôm nay chúng ta sẽ học phần Language Focus của bài 7, gồm những mục sau. Thứ nhất, từ nói connectives. Thứ hai, phrasal verbs, động từ cụm. Thứ ba, making suggestions, làm lời đề nghị. Thứ tư, thể sai khiến nhờ bảo, causality form. Right. Em nhìn nha, theo dõi nha. Mục thứ nhất chúng ta học về liên từ. Từ nói. Trong các liên từ từ nói này thì chúng ta không cần phải phân biệt đâu là conjunction và đâu là adverb. Chúng ta chỉ cần biết nghĩa và làm bài thôi, cho đơn giản nha. Chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều, nghĩ ngợi nhiều. Thì có liên quan tới những cái từ nói liên từ này đó, thì có những cái, có cái cấu trúc nè. Not only, but also, không những mà còn. Và chúng ta thấy cái cách dùng của nó cũng phải đúng cách. Sao not only loại từ gì thì sao but also phải loại từ đó. Sao not only là now thì but also cũng now. Là verb thì bên đây cũng verb. Là SD tính từ thì bên đây cũng là tính từ. Cái cấu trúc not only but also còn có thể viết theo một cách khác, đó là not only but rồi as well ở cuối cùng, ở cuối câu. Cấu trúc không những mà còn này nó tương đương với lại both and, vừa vừa. As well as nối giữa hai bản đề. Rồi, chúng ta nhìn vào trong phần bài tập. Mid-autumn festival is for children in Asia. Tết Trung Thu có thể gọi là mid-fall hoặc gọi là mid-autumn cũng được, là lễ hội dành cho trẻ em ở châu Á. Như vậy thì chúng ta thấy chúng ta phải chọn chữ là or hoặc là, hay là đáp án là or nha. In Western countries, Easter, Christmas are important celebrations. Ở những nước phương Tây, lễ Phục sinh, lễ Giáng sinh là những lễ hội quan trọng. Thì chúng ta thấy nó bao gồm vô những lễ hội thì chắc chắn đây phải là liên từ là and, từ nói là and. Số 3. Tomorrow is my birthday. My mother will make me a cake. Ngày mai là sinh nhật của tôi. Mẹ tôi sẽ làm cho tôi một cái bánh. Như vậy thì liên từ sẽ là chữ so, vì thế, vì vậy nha. Vì thế, vì vậy. For, câu số 4. For most people, wedding is very great. They have it once in life. Đối với phần lớn người thì kết hôn là cái gì đó là rất là quan trọng, rất là vĩ đại. Họ chỉ có nó một lần trong đời mà thôi. Tại sao nó có một lần và tại sao nó quan trọng thì chúng ta sẽ thấy nó là chữ because. Bởi vì nó chỉ có một, họ chỉ có nó một lần trong đời. Câu số 5. We are in difficulties. I believe our country will defeat COVID-19. Chúng ta đang khó khăn. Tôi tin đất nước chúng ta sẽ đánh bại dịch COVID-19. Khó khăn mà tin là sẽ đánh bại, như vậy liên từ chắc chắn sẽ là chữ but, nhưng mà. Câu 6. Her electricity bills are enormous. She does nothing
to reduce the amount of electricity she uses. Ở đây có dấu chấm cầu, có dấu phẩy. Thì trong các liên từ đó thì chúng ta thấy trường hợp này chỉ có thể dùng hoặc chữ however hoặc chữ therefore. Vậy theo nghĩa thì chúng ta thấy đây nó phải là chữ gì? Hóa đơn tiền điện của ta rất là nhiều. Tuy vậy cô ta không làm gì để giảm số lượng điện của ta tiêu thụ. Như vậy tuy vậy, however. Câu số 7. You overused water. You will get a fine this month. Cũng như vậy. Trong trường hợp này chỉ có thể là however hoặc therefore. Theo nghĩa thì mình thấy nó phải là therefore. Bạn đã sử dụng quá số lượng nước, vì thế bạn sẽ bị phạt tháng này. Vì thế bạn sẽ bị phạt tháng này. Câu số 8. They live in property. Their house is often full of laughter. Họ sống nghèo khổ, nhà thường vang tiếng cười. Như vậy là thấy một chỉ sự trái ngược. Như vậy nó cũng là however. Và chúng ta lưu ý chữ however là dùng ở trong câu thì nó sẽ dùng giữa hai dấu phẩy, không cần phải là chấm phẩy và phẩy nha mấy em, chỉ cần hai dấu phẩy. Và lưu ý là sau chấm phẩy chúng ta không có viết hoa. Sau chấm phẩy mà viết hoa là của tiếng Việt, còn tiếng Anh thì sau chấm phẩy không viết hoa. Như các em thấy ở trên truyền hình có dạy đó, thì sau chấm phẩy là viết hoa, nhưng cái đó là tiếng Việt nha các em nha, có thể là hơi nhầm một chút xíu ấy. Câu số 9. She wants to pass the final exam. She trying her best. Cô ta muốn thi đậu kỳ thi cuối khóa. Như thế nào? Vì vậy cô ta đang cố gắng hết sức mình. Vì vậy therefore. Cũng giống như chữ have, therefore dùng giữa câu thì dùng giữa hai dấu phẩy, không cần phải chấm phẩy và phẩy nha. Câu số 10. You failed the last test and had to take another one. Bạn đã trượt bài kiểm tra vừa rồi rồi, và vì thế phải làm lại bài khác. Therefore còn dùng cách này nữa, and therefore. Hai liên từ luôn, and therefore nha. Câu số 11. Sam is both a footballer. Chúng ta mới vừa học xong cấu trúc hồi nãy, cấu trúc both and. Như vậy đây đáp án sẽ là and. Sam vừa là một cầu thủ bóng đá, vừa là một bác sĩ. Câu số 12. Linh not only studies excellently. Chúng ta cũng nhớ lại cấu trúc not only but also. Như vậy đây liên từ sẽ là chữ but also. Linh không những học xuất sắc mà còn chơi đàn piano hay. Câu số 13. Chúng ta lưu ý câu số 13 là câu đưa not only lên đầu câu, thì đó là đảo ngữ. Thì trong chương trình lớp 9 ở bài 7 này thì có một câu ở trong sách giáo khoa đó, thì nó cũng không quan trọng lắm, bởi vì câu này dành cho học sinh giỏi, học sinh chuyên thôi. Chúng ta chỉ biết qua, còn em là học chuyên thì chúng ta sẽ nghiên cứu sâu thêm về đảo ngữ của động từ ở trong tiếng Anh. Thì các em sẽ tìm tài liệu nghiên cứu thêm, để thầy nói sơ qua thôi. Đưa not only lên bắt đầu câu là đảo ngữ. Đảo ngữ là động từ phải đứng trước chủ từ, ở đây chủ từ là miss hoa. Nhưng động từ thường không thể đứng trước chủ từ được, mình phải dùng tại động từ. Miss hoa ngồi bài search mình đang chưa hiện tại đơn. Động từ nó sẽ là days. Days nha. Như vậy mình viết là not only does miss hoa dance well. Không những cô hoa khiêu vũ giỏi. Cấu trúc chúng ta biết rồi, đó là cấu trúc. Không những mà còn ở đây nó, chúng ta lưu ý thấy đằng sau nó as well thì cũng liên từ là chữ but. But she sings beautifully as well.
cô Hoa không những khiêu vũ hay mà còn hát rất là tuyệt. À, như vậy về liên từ thì chúng ta thấy chúng ta chỉ cần biết nghĩa và chọn chính xác từ để điền vào là xong nhé. Nó rất nhẹ nhàng, không có gì là nặng nề với chúng ta hết. Cố gắng học thuộc nghĩa của những liên từ này nhé các em nha. Rồi, chúng ta sẽ tiếp bài học chúng ta. Bài phrasal verb nha. Giờ chúng ta qua phần phrasal verb động từ cụm. Động từ cụm này đó thì đối với người Anh và người Mỹ đó nó rất quan trọng. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày đó người ta thường sử dụng động từ cụm. Và cái động từ cụm nó có nhiều nghĩa, rất là nhiều nghĩa. Một động từ mà có động từ cụm đi theo đó, có rất nhiều nghĩa nha các em nha. Cho nên nếu mà em nào mà có ý định đi du học á thì chúng ta phải học nhiều động từ cụm lên. Học ở đâu? Trong từ điển có hết, chúng ta lấy từ điển ra để mà học. Không có từ điển bằng sách thì từ điển mạng cũng cả đống rất nhiều nha. Chúng ta có rất nhiều điều kiện để học đó. Về động từ cụm thì chúng ta thấy động từ cụm cấu trúc của nó là một động từ cộng với một particle. Tiếng Anh là particle, tiếng Việt là tiểu từ. Tiểu từ đó nó có thể là giới từ hoặc là trạng từ. Thì chúng ta không cần phải biết khi nào nó là giới từ, khi nào nó là trạng từ. Chỉ cần biết một verb đi sau đó một tiểu từ, tiểu từ đó là giới từ hoặc trạng từ, không cần phân biệt. Kệ nó, cứ biết nó là tiểu từ thôi. Đi với động từ cụm thì nó là tiểu từ, chứ nó không là giới từ, trạng từ gì nữa hết. Nhớ vậy cho nó dễ nha. Chúng ta theo dõi từ từ. Rồi, đây, nhìn vào màn hình và chọn cho thầy cái tiểu từ đi theo các động từ này để kết hợp động từ cụm nha. Bắt đầu. Rồi, chúng ta có 25 giây để làm 5 câu này. Nếu mà em nào làm chưa kịp thì tua lại làm lại nha, chứ không có thời giờ để mà chờ chúng ta nha. Chờ cố gắng ha. Rồi, sẽ đáp án nè. Rồi, I've looked for my lost pen. Bởi vì cái nghĩa của nó thôi, tôi đi tìm cây bút bị mất của tôi. Look for, đi tìm. Turn up the volume so that I can hear the news. Vặn lớn âm lượng lên để tôi có thể nghe được tin. Turn down the CD player, it's too noisy. Mở nhỏ cái máy CD lại, ồn quá. I can't join you because I had to look after my sick mom. Tôi không thể tham gia với các bạn được bởi vì tôi phải chăm sóc mẹ bị ốm của tôi. Look after, chăm sóc. Câu số 5, go on or you will be late. Tiếp tục đi, không thì bạn sẽ trễ đấy. Và như vậy là đơn giản, là chúng ta hiểu nghĩa thì chúng ta sẽ làm bài được nha. Rồi, tiếp tục. Câu 6, the clock didn't go off this morning so I was late. Đồng hồ không reo sáng nay, vì thế tôi trễ. Câu 7, at last the plane could take off. Cuối cùng máy bay cũng có thể cất cánh được. Take off, cất cánh. Câu 8, a dictionary is used to look up meanings of words. Một cuốn từ điển được dùng để
tra nghĩa của từ, lookup, tra từ. Câu số 9, the firemen are trying to put out the fire. The firemen, những người lính cứu hỏa đang cố gắng dập tắt trận hỏa hoạn. Put out, dập tắt. Câu số 10, turn off the gas fire. I haven't finished preparing the food yet. Tắt lửa đi, tôi chưa có chuẩn bị thức ăn xong. À, ở đây chúng ta lưu ý, cũng là một bài học kinh nghiệm ha. Trước khi mình nấu nướng, mình nên chuẩn bị thức ăn trước, rồi sau đó King suggestion nha. Rồi, đây, making suggestion, đưa ra lời đề nghị. Thì ở đây đưa ra lời đề nghị là chúng ta sẽ dùng động từ suggest. Động từ suggest có hai cách dùng. Suggest sau đó dùng verb in. Ví dụ, I suggest going by bike. Tôi đề nghị là đi bằng xe đạp. We suggested learning as much vocabulary as possible. Chúng tôi đề nghị là học càng nhiều từ vựng càng tốt. Hoặc chúng ta dùng suggest về đằng sau đó là một mệnh đề. Chữ that có viết hay không viết không quan trọng. Sau suggest that, chúng ta dùng chủ từ có should hay không should đều được. Nhưng lưu ý động từ phải là nguyên mẫu. Động từ phải nguyên mẫu, không chia gì cả. Thí dụ, I suggest that we hoặc she hoặc Miss Hoa. Cho dù chúng ta thấy she hoặc Miss Hoa, ngôi ba sẽ ít. Động từ đây vẫn là go. Vẫn là go, không phải là goes. Không phải, nhưng vẫn là nguyên mẫu. Không có suit, nó vẫn là nguyên mẫu. Có suit thì dễ rồi đúng không em? Sao suit là vấn nguyên mẫu, đúng rồi. Không có suit, vẫn phải là vấn nguyên mẫu nha. Bất kỳ chủ từ là ai. Ví dụ tiếp, we suggested that we, she, Miss Hoa should learn as much vocabulary as possible. Cũng vậy luôn, chúng ta thấy động từ là nguyên mẫu. Cho hai ví dụ ở đây hiện tại, đây quá khứ, để chúng ta thấy rằng cho dù hiện tại quá khứ gì thì đằng sau những cái suggest đó đều là động từ nguyên mẫu hết, không có chia nha, không có chia. Rồi, đó là đề nghị với suggest. Chúng ta học tiếp qua phần số 5, đó là dạng causality. Thì causality nó có liên quan tới một số động từ tương tự. Chúng ta có được các động từ ask, tell, request, get. Những chữ này mình có thể dịch là bảo, nhờ hay sai khiến cũng được. Rồi, someone có nghĩa là người nha mấy nha. To verb hoặc là to do đó. Something là vật đó. Cấu trúc có nghĩa là bảo, sai, khiến ai làm cái điều gì đó. Đó là những cái động từ ask, tell, request, get. Còn chúng ta qua cái causality là người ta dùng động từ have. Have. Have someone, verb, something. Chúng ta thấy nó khác với phía trên. Cũng đồng nghĩa, nhưng mà dùng have thì động từ nguyên mẫu thôi nha. Ở trên đây dùng to verb, dưới đây chỉ là nguyên mẫu thôi. Causality này gọi là causality active, nhờ ai làm gì đó. Has someone, verb là do something, nhờ ai làm gì đó. Và chúng ta có câu causality passive là dùng have hoặc get. Chúng ta thấy lưu ý nha, thằng get ở phía trên này á, theo dạng chủ động á, thì nó là to verb nha. Nhưng mà get ở dưới này á, thì nó lại là verb 3. Chúng ta có công trúc, cấu trúc nè. Have, get. Chúng ta lúc này đưa vật lên trước nha, đưa vật lên trước. Rồi verb 3. By someone. Trong hoạt đơn là có khi cần viết, có khi cũng không cần viết. Đem cái gì, chuẩn bị làm bài nha các em nha.
She asked her daughter to wash her hands with soap when returning home. Chúng ta dùng subject thì sẽ là như thế nào? Cô ấy bảo đứa con gái rửa tay bằng xà bông khi về nhà, khi về tới nhà. Rồi. Dùng subject chúng ta nhớ lại cấu trúc subject that, thì đằng sau đó sẽ là một mệnh đề, có nghĩa là có chủ từ và động từ should, hoặc không có should thì dùng các nguyên mẫu. Vậy chúng ta thấy chủ từ nó sẽ là her daughter. Rồi, chúng ta để xuống her daughter, để nghĩ là con gái à, đưa con gái xuống. To wash này, lấy should wash hoặc là wash không cũng được nha. Rồi chúng ta xem đáp án. Đó. She suggested that her daughter có should hay không should để được wash her hands with soap when returning home. Nha. Rồi. Câu số 2. Nam said, why not stay home to avoid COVID-19? Alright. Nam bảo rằng sao không ở nhà để tránh dịch COVID-19? Dùng suggest. Chúng ta thấy Nam đề nghị là sao không ở nhà, là đề nghị chung cho tất cả mọi người, là có Nam trong đó, có nghĩa là chúng ta đó ha, chúng ta. Như vậy thì không cần phải dùng suggest that, không cần, chúng ta dùng verb in luôn. Nam đề nghị là ở nhà để tránh dịch, như vậy là dùng verb in luôn, ở nhà để tránh dịch. Để coi đáp án. Nam suggested staying home to avoid COVID-19. Này, dùng verb in luôn nha. Câu số 3. He requests us to study online home. Ông ấy yêu cầu chúng tôi phải học trực tuyến tại nhà. Suggest, lúc này chúng ta thấy hai chủ từ khác nhau rồi. À, có hai cái đối tượng khác nhau rồi, cho nên chữ us này mình phải biết là dùng ra chủ từ này. Bởi vì nó sẽ dùng với cấu trúc suggest that. Us này lấy chủ từ là we. To verb này phải chia nguyên mẫu là study, có should hay không should đều được. Như vậy nó sẽ là he suggests that we, us này là chủ từ we, should study online at home. Nha. Rồi câu số 3. Câu số 4. She told her children not to hang out with friends. Cô ấy bảo mấy đứa con không tụ tập với bạn bè. À, thời điểm dịch này nọ ha, không nên tụ tập với bạn bè. Ở đây chúng ta thấy để chữ had, chúng ta nhớ lại đó là dùng cấu trúc causality đó. Đây là tone là quá khứ của tell, cho nên dưới mình phải lấy là had là quá khứ của has, ha, has. Như vậy là has rồi tới người là her children nè. Và theo cấu trúc thì has cộng người cộng verb nguyên mẫu. Ở đây có not thì verb nguyên mẫu to verb ấy thì là not to rồi verb, còn nguyên mẫu thì là not rồi verb thôi. Yeah. Mình ta sẽ thấy là viết she had her children not hang out with friends. Cô ấy bảo mấy đứa con không nên tụ tập với bạn bè. Nha. Yeah. Had someone verb nguyên mẫu, phủ định của nguyên mẫu là not verb nguyên mẫu. Rồi, câu số 5. Don't go out and get together if not necessary. Đây là câu mệnh lệnh của người nào đó, thì đó là của một người sĩ quan ha. Rồi, đừng ra ngoài và tụ tập nếu không cần thiết. Dùng suggest luôn. Như vậy đây là có mệnh lệnh nói cho người khác, và người ta đã sẵn luôn rồi. The officer suggests people, thì suggest cộng chủ từ should hoặc không should rồi verb. Và chúng ta cứ theo công thức đó mà làm thì sẽ thấy the officer suggests people should, ở đây là đừng, phải là phủ định, not go out,
get together if not necessary. Câu 6. Let's not touch our face with our dirty hands. Thời điểm này mà như thế là dễ bị bệnh ha. Chúng ta phải lưu ý. Rồi, anh ta đề nghị là let's là chúng ta hãy là có anh ta trọng luôn. Như vậy là chúng ta không có dùng cấu trúc subject start mà dùng verb in. Có phủ định thì verb in phủ định là not verb in luôn. Rồi, vậy thì đáp án sẽ là he suggests not touching our face with our dirty hands. Rồi, suggest verb in phủ định thì là not verb in. Câu 7. I have got my son to repair things around the house. Tôi nhờ con trai sửa chữa đồ đạc xung quanh nhà. Get someone to do something. Chữ get ở đây được chia ra thì hiện đang thành have và chuyển xuống. Người ta không thích dùng get, người ta dùng have. Thì hiện đang thành có have là have. I have had. Rồi, my son have someone thì là do something, có nghĩa là không có tu. Như vậy đáp án sẽ là I have had my son repair things around the house. Have someone do vấp ngọn. Câu 8. You can ask Mr. Bean to catch the mouse. Cho nó vui chút xíu ha, con chuột này. Rồi, ask somebody to do something, to work. Và khi chúng ta dùng have thì là have. Nếu mà have somebody thì là verb nguyên mẫu thôi. Nhưng mà câu này là dạng câu khó. Ta đưa the mouse xuống trước. Như vậy thì chúng ta phải nhớ the mouse là vật nè, là something nè. Thì phải nhớ lại cấu trúc nè. Have something, verb 3, rồi by, rồi tác nhân. Như vậy đáp án chúng ta sẽ là you can have the mouse cut by Mr. Bean. Bạn có thể để con chuột nó bị bắt bởi ông Bean đấy. Bạn có thể nhờ ông Bean bắt con chuột thì cách nói khác mà nhận have the mouse cut by Mr. Bean cũng nghĩ như nhau thôi nhé. Và đó là có trúc causative passive. Cái này gọi là có trúc causative passive. Câu số 9. We mustn't eat wild animals. Chúng ta thấy hình cô gái này đang ăn con dơi và người ta đang nghi ngờ là loài dơi gây ra cái coronavirus đó nè ha. Và như vậy là chúng ta thấy khuyên không ăn thú hoang dại là đúng ha. Con người chúng ta ăn thú hoang dại riết rồi ha. Thú rừng không còn nữa và bệnh nó ngày càng nhiều ra, cho nên đây cũng là một cái điều mà chúng ta nên tránh nha. Rồi, chúng ta không được phép ăn thú hoang. Đưa ra câu đề nghị và đưa wild animals lên. Như vậy thì chúng ta thấy câu này nó cũng hơi khó một chút. Thay vì là tôi đề nghị là không ăn bóp in luôn, tôi đề nghị không ăn bóp in, nhưng mà ở đây không để như vậy mà để wild animals lên trước, có nghĩa là phải dùng bị động. Coi như suggest, that, có biết không? Không biết cũng được ha. Wild animals chủ từ nè. Should, verb, mà wild animals từ vị trí trúc từ mà lên làm chủ từ thì phải là câu bị động. Nhưng mà mình sẽ biết lấy dạng bị động. Should, be, verb 3. Mà trong câu suggest có should hay không should đều được. Bỏ should luôn thì còn be, verb 3 thôi. I suggest wild animals should not be eaten. Không should cũng được, nhưng mà bị động phải là be verb 3. Không ăn thì phải là phủ định, cho là not be eaten nha. Câu số 10. The teacher told the students to collect empty bottles. Tell someone to do something. Bảo ai là gì đó. Rồi, không dùng tell mà dùng get. Thông quá khứ của tell thì gót quá khứ của get lấy ra.
Nhưng ở đây không phải để nguyên students mà đưa túc từ xuống trước. Empty bottles. The teacher got the empty bottles. Cấu trúc khó sẽ đi luôn. Get something, verb 3, by someone hay somebody. Vậy đáp án của chúng ta là the teacher got the empty bottles collected by the students. Get something done có nghĩa là verb 3 đó, by phải tác nhận nha. Rồi chúng ta đã học xong các phần ngữ pháp ở trong bài số 7. Hy vọng rằng các em hiểu bài nha. Còn nếu chưa hiểu thì cố gắng xem lại video này một lần nữa cho tới khi nào hiểu thì thôi. Cố gắng lên nha các em nha. Rồi chào tạm biệt các em. Chúc các em luôn luôn vui tươi, mạnh khỏe để tiếp tục đón những bài học của các thầy cô trong trường của chúng ta giao cho các em.